Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em ba con âm ly của Sơn Xui. Đây là hàng đấu mạng về rất là đẹp và mình sẽ báo giá luôn cho anh em nhé, anh em nhé. Anh em nào thiện chí kết thì alo cho mình, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng con một và cho số thông tin cụ thể anh em nhé. Bây giờ mình chỉ giới thiệu sản phẩm và báo giá thôi. Còn anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật được những cái sản phẩm mình đang bán anh em nhé. Trước tiên con dưới cùng là một con âm ly Sơn Xui có model là 607MR. Anh em nhìn toàn bộ con âm ly của mình ship mạng về phải nói là đẹp kính con. Nó có cả mã gỗ anh em nhé, cái mã gỗ của nó rất đẹp. Con này mình để cho anh em 10 triệu cả mã gỗ, nếu anh em không lấy mã gỗ mình trừ đi 500.000 là còn 9,5 triệu. Tiếp bên trên anh em nhìn là con này là con 607LRA Sơn Xui. Đây là của nó là mặt của nó là toàn mặt phay phay nhôm màu vàng gold hết anh em nhé. Con dưới này màu vàng gold này, con trên màu vàng chanh này, rất đẹp từ cái lúm nút trở đi nha anh em nhé. Tất cả anh em nhìn cái lúm nút này đẹp lắm. Con 607LRA này mình bán cho anh em là 12 triệu nha anh em nhé, bao ship tận nhà cho anh em. Và tiếp bên trên cùng nữa là đây là một con cũng Sơn Xui 507LRA. Con này đánh rất hay, bát 30 quay đầu là anh em tẩn là vô tư luôn. Con này là giá 9 triệu nha anh em nhé. Và trên bên cùng, trên cùng này có một con tích cam này anh em này. Con tích cam là đầu tắp be đấy. Con này chạy hay lắm. Tích 130. Con này là hàng đấu mạng về đây anh em ạ. Trên trang eBay đấy. Mình để cho anh em con này là 5,5 triệu anh em nhé. Anh em thiện chí con nào thì alo cho mình, con này có hộp gỗ luôn. Anh em thiện chí kết con nào thì alo cho mình nhá. Đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh. Đây là toàn những con âm ly đẹp tuyển chọn xuất sắc thôi anh em ạ. 607MR 10 triệu. 607LRA 12 triệu. Giá quá tốt anh em ạ, cho con máy đẹp. Và 507LRA là 9 triệu. Và con táp be tích cam này là 5,5 triệu. Anh em yêu sản phẩm nào thì kết nối với mình nhá. Xin chào tạm biệt anh em.